Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã vào bài Gameplay Review của Daddy Scanner. Và hôm nay là bài review của mình về SD Build Diver Re-Rise X Vakilander. Bài Gameplay Review này tiếp tục được tài trợ bởi những bạn tuyệt vời đến từ Librarian Gunpla, P-Bandai and Accessories. Dù một chú thích đã có sẵn liên quan của shop cộng với mã giảm giá luôn, các bạn nhớ xem qua nhé. Now, here we go. Trước tiên ở màn trình của hộp, chúng ta có được tấm hình minh họa của S Vakilander ngày hôm nay. Tất nhiên nó cũng giống với phiên bản trước của mình, Vakilander, nhưng lần này thay vì đỏ đen là tông màu chủ đạo, S Vakilander lại có màu trắng xanh và tất nhiên là cũng đi kèm theo với khả năng chuyển dạng Gun Dragon. Lật xuống mặt dưới thì chúng ta sẽ thấy được chú SD ngày hôm nay có khá là nhiều các phụ kiện đi kèm theo với nó. Đầu tiên là chế độ Dragon Fusion khi cầm ZN Twin Gun Blade. Tất nhiên là bạn có thể tách nó ra làm đôi rồi cầm hai tay hai cái. Kế bên này là tấm khiên ZN Gun Shield Custom. Sau đó bạn có thể chuyển dạng sang chế độ X Gun Dragon. Tiếp theo chúng ta có được ZN Mega Flare Device. Và cuối cùng là vũ khí kết hợp ZN Ballista. Góc ngoài cùng ở bên phải là khả năng khi nó được sử dụng chung với bộ phụ kiện Avalanche Rest Buster. Và tất nhiên nó được bản quyền. Và khi các bạn lắp tất cả lại với nhau, thì đây là S Vakilander chế độ Dragon Fusion. Như các bạn thấy, do đây là một SD, nên để có được một kit đẹp và giống như anime, chúng ta có thể phải tốn khá nhiều công sức để làm đẹp và cũng như hoàn thiện cho nó. Tất nhiên, vấn đề lớn nhất đối với kit hoặc các kit sẽ đi khác nói chung, đó chính là bạn phải sử dụng khá nhiều cái miếng sticker. Do đó, nếu bạn không thích sticker hoặc bạn không thích sơn phết, đây không phải là một lựa chọn hay cho bộ sưu tập. Nhưng nếu ngược lại thì mua luôn đi còn suy nghĩ gì nữa. Mình thì mình sử dụng hầu hết tất cả các miếng, chỉ trừ cái miếng màu vàng do mình không thích. Nhưng nói chung SD mà, đòi hỏi gì hơn. Và như thường lệ, mình sẽ cho nó xoay một vài vòng cho các bạn xem. Có thêm một điểm mình muốn đề cập, đó chính là các chi tiết trên kit không có được sâu cho lắm khi các bạn kẻ lăn chìm. Như trong clip Speed Build thì mình phải dùng bút kẻ chạy trước, sau đó tẩy đi và để có được đường lăn đẹp thì mình phải bắt buộc sử dụng bút kẻ thường để viền theo các chi tiết đó. Tuy nhiên, mình cũng không gặp khó khăn gì mấy trong quá trình viền cho lắm. Mình quay phim mà, tay thì phải với ra, canh sao cho nó vào đúng khung hình. Mắt thì nhìn qua một cái màn hình máy tính bé xíu. Nhưng nhìn chung, kẻ xong thì thấy nó vẫn rất là ok. Ngoài ra, nó cũng có một điểm cộng từ mình, đó chính là việc sử dụng cái tông màu rất bắt mắt. Vàng, xanh, đỏ và có đến tận 2 tông màu trắng được sử dụng trên kit ngày hôm nay. Chúng bao gồm màu trắng ngọc trai và trắng ngã xanh, đem đến một sự kết hợp khá lạ, cho nó một vẻ ngoài rất tinh tế và cũng không kém phần sang trọng. Quá trình lắp ráp cũng phải nói là cực kỳ dễ dàng. Như các bạn thấy là mình chỉ cần sử dụng tay để bẻ cái bắt ra, sau đó lấy ngón tay cái, ca nhẹ phần ghẻ và thế là được một bề mặt nhựa rất trơn tru. Nhưng nói chung, chỉ áp dụng cho kit SD thôi nhá, chứ mà kit khác mà bạn làm như thế này, thì đừng nói mình xui bậy. Tiếp theo trong bài review thì chúng ta sẽ tới phần biên độ cử động. Tới phần này thì chắc không có lâu đâu, SD mà. Nhưng trước tiên, mình sẽ tháo cái cặp cánh phía sau ra cho nó đỡ vướng. Phần đầu, bạn có thể nhìn lên được tầm bao nhiêu đây. Và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Còn ở phía sau thì các bạn thấy là phần tóc sẽ vướng vào phần backpack, nên nó sẽ không nhìn qua lại được sang hai bên. Còn nếu muốn nhìn thì bạn phải đẩy phần tóc này lên. Lúc này, đầu có thể xoay 360 độ. Đối với S Vakilander thì bạn có thể tháo phần nón của kit ra. Bên trong đây, bạn sẽ thấy một cái buckler màu đỏ. Để tay vào, kéo nó xuống, thì lúc này kit như là được đeo một cái mặt nạ vậy các bạn, trông khá là hay. Khớp vai như các bạn thấy là nó được nối ra phần ngực trước, lúc này bạn có thể đẩy nó ra nhằm tăng thêm biên độ cử động cho cánh tay. Phần tay đưa lên được tầm này là hết cỡ. Cánh tay được nối vào vai bằng một khớp bi nên bạn có thể xoay nó được một vòng. Khớp đờn ở khuỷu tay, và cuối cùng, cổ tay là một khớp bi. Phần eo chỉ là một khớp bi đơn giản nên bạn có thể chuyển động ra trước và sau được một tí. Trái và phải cũng tương tự. Và cuối cùng, nó có thể xoay 360 độ. Tiếp tục là khớp bi ở phần háng nên đây là chân khi nó đã ra phía trước. Còn đây là về phía sau. Còn đây là khi nó xoạc chân. Gối là một khớp đôi. Và cuối cùng, bàn chân tiếp tục là một khớp bi nên bạn có thể xoay nó một vòng. Và nói chung là có thể làm tất cả những thứ mà khớp bi có thể làm, nhưng biên độ không có tốt cho lắm. Ngoài ra ở phần cánh, bạn có được hai khớp bi ở hai bên, nó có thể xoay được một vòng và mình thấy nó khá là dễ bị bung ra.
Tiếp theo là phụ kiện, và đây là Svarkalender. Vậy tất cả những gì đi kèm theo với nó? Đối với phần bàn tay thì bạn có một cặp tay nắm. Còn phần vũ khí thì trước tiên bạn có một cặp kiếm với tên gọi là ZN Twin Gun Blade. Đây là khi các bạn kết hợp nó lại với nhau, và tất nhiên bạn có thể tháo nó ra để cầm hai tay hai kiếm. Bạn tháo phần giữa ra thì đây là phần tay cầm riêng của các bạn. Để cầm thì nó cũng rất là đơn giản, bạn chỉ cần nhét nó vào phần tay nắm. Vậy là xong. Còn muốn sử dụng phần bàn kết hợp thì chỉ cần gắn nó vào ở giữa như thế này. Sau đó, bạn kéo phần bàn tay sao cho nó che đi khoảng trống ở giữa. Vậy là xong. Cuối cùng khi không sử dụng, phần kiếm có thể được gắn vào phía sau cánh để trông nó to và đẹp hơn. Để gắn thì phía sau cánh bạn có một khớp. Gắn nó vào lỗ ở trên kiếm. Vậy là xong, cánh đã xòe ra, to hơn và đẹp hơn lúc trước. Tiếp theo bạn có một tấm khiên, nó được gọi là ZN Gun Shield Custom. Nó bao gồm một bắp màu vàng, phần khiên màu trắng, phía sau là phần tay cầm màu xanh, còn bên dưới là chỗ gắn vũ khí ZN Rip Dagger. Bạn có thể sử dụng nó như là một vũ khí cận chiến, hoặc sử dụng nó như là một vũ khí tầm xa khi kết hợp nó với các loại phụ kiện khác nhau. Và nói đến vũ khí kết hợp thì bạn có thể kết hợp nó với phần khiên và ZN Twin Gun Blade. Trước tiên bạn gắn dao vào vị trí cũ. Còn ở phần tay cầm, bạn có hai khớp bi ở hai bên, sử dụng nó làm khớp để gắn ZN Twin Blade. Và đây là ZN S Ballista của các bạn. Khá là cool. Và vũ khí cuối cùng đó chính là ZN Mega Flare Device. Như các bạn thấy là phần này là con dao ở khiên như mình mới đề cập hồi nãy. Gắn vào đây thì nó sẽ thành tay cầm cho súng. Nói chung nó cũng giống y chang cây súng của con Valkylander màu đỏ. Nhưng buồn hơn một tí là ở con màu đỏ, bạn có thêm một cái tay cầm ở phía trước cho phần nòng súng ở phía trên. Tách ra thì hai tay hai súng. Nhưng đối với con màu trắng này, bạn chỉ có một tay cầm ở phía sau mà thôi. Nên khi tách ra, chỉ có một cây duy nhất để cầm cho Valkylander. Và như các bạn thấy, nói về đồ chơi thì Valkylander có khá nhiều vũ khí đi kèm. Nhưng có lẽ khả năng đặc biệt nhất đó chính là việc chuyển dạng sang chế độ Green Dragon. Và để chuyển dạng, chúng ta hãy cùng nhau làm việc đó. Trước tiên bạn tháo phần nón, xoay cái phần mặt này lại. Sau đó gỡ phần mặt nạ bên trong ra, đội vào. Kế đến bạn xoay phần cánh tay 180 độ. Tách phần bàn chân, sau đó tách phần cánh. Tháo phần này ra, gắn lại vào phần chân. Cuối cùng gắn vào phần cẳng tay thì chúng ta đã có phần chân của Green Dragon. Để tạo phần đuôi thì bạn phải tháo hết phần khiên này ra. Tiếp đến bạn tháo phần súng. Sử dụng phần tay cầm của khiên gắn vào phần sau của súng. Kể đến là con dao vàng. Gắn phần khiên lên. Sau đó gắn tất cả vào phần chân. Cuối cùng bạn sử dụng hai lỗ này để gắn vào đây. Vậy là xong cái đuôi. Và để hoàn chỉnh thì chúng ta sử dụng cái phần còn lại hồi nãy. Gắn phần cánh lại vào backpack. Phần mặt ở trên khiên được nối phần đầu của súng. Sau cùng, bạn gắn vào khớp ở trên phần nón. Và đây là Svarkalender ở chế độ Green Dragon của các bạn. Theo như cốt truyện thì nó được thiết kế dựa trên thần rồng Cuadon. Con này nè các bạn. Nhưng nói thiệt là mình thấy chả giống gì mấy. Mình thấy nó như là một con gà thì hơn. Vậy là xong bài review. Do đây là một con SD nên mình cũng phần nào hài lòng về Svarkalender, chú SD của ngày hôm nay. Nhìn chung mọi thứ đều nằm ở mức độ chấp nhận được, ví dụ như là biên độ cử động, chế độ chuyển dạng và các vũ khí có thể kết hợp với nhau. Và điểm duy nhất của nó mà mình thấy thiếu đó chính là sự thiếu màu trầm trọng. Cho nên nếu bạn muốn có một kit giống hệt với phim thì tất nhiên nó cũng sẽ cần rất nhiều sự chăm sóc như Pavis đã làm trong anime. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là ý kiến của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và nếu bạn có muốn mua cho mình một em thì dưới một chú thích đã có sẵn link mua hàng của Librarian Gunpla. Mã giảm giá cũng nằm ở dưới đó luôn. Sử dụng để được giá tốt nhất đó. Mình là Đi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video clip của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên quay lại để xem thêm cái bài Gunpla review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.